Dạ, xe mấy chỗ. Cô làm con điện đâu, thầy tối hôm qua chỉ 9 giờ kém 15 đó thầy. Lại đây, bà đừng có lộn xộn, quay điên cái này nha. Đây là trường hợp của chị này rất là hay. Ông xã đâu? Ông xã kia, anh Minh lên đây luôn. Lên đây. Coi như là rượu ớt nè thầy. Coi như trắng hết da hết, coi như hết bồi mồi luôn. Nè. Ngồi đây, ngồi đây. Mặt ở đầu như là ok luôn. Ok luôn. Rồi ở đầu là coi như là xuống được 2,5 kg. Người con bây giờ nó ai ở xóm người ta nói chứ là không con gái nữa, còn dáng người còn hơn con gái nữa. Rồi, bây giờ đây là cái trường hợp đặc biệt. Tôi muốn nói để cho mọi người thấy đây là cái gương. Hai ông bà này đi khám đây là cách bao nhiêu? Ngày 22 tháng 5 là thầy chạy luôn anh ấy này. Mà bây giờ anh ấy bớt dữ lắm. Sao bà, như... bà sao bà nói tôi chạy không? Là thầy nói trời ơi bệnh quá trời luôn, cái clip còn đây thầy. Thôi, không có thời gian. Mà bây giờ nhà con... là nhà ở đâu? Nhà quận 8. Quận 8. Thì hai ông bà này là bệnh rất là nặng, nhưng mà bây giờ là nghe chị này chỉ kể trước để cho mọi người thấy cái độc đáo của cái rượu ớt. Dạ. Cho nên tại sao mà tôi khuyên mọi người đừng có mua làm rượu ớt ở nhà. Đây, tay ở bà này bán mua rượu ớt ở đây. Ha. Mà sau một tháng thì đồi mồi hết trơn. Hết trơn cái đồi mặt, mồi. Mặt hết trơn đồi mồi luôn. Mặt đồi bây giờ. Bây giờ con ở đầu là coi như là 68 tuổi. Mà coi như ở xóm người ta nói chứ. Trời ơi làm sao đợt này ra thấy mày nước da đẹp quá trời mà coi như là sao người gọn. Thế tôi nói ở thầy Dư Quang Châu chị là coi như là hơn tháng. Lúc đầu là chỉ có uống coi như một muỗng thôi. Rồi, bây giờ nhưng bây giờ lên 2 muỗng rồi. Rồi. Hai vợ chồng con nó đầu là làm mỗi bữa 4 muỗng. Là coi như là ok. Là coi như là cứ một bụng 4 muỗng mà con chỉ có làm một hộp ngũ rau uống và chung vào đó là uống thôi. Anh ấy thì uống nhiều hơn. Con thì uống ít hơn, chúc anh ấy bệnh nhiều hơn. Nhưng bây giờ đào là bây giờ cái bệnh của gì ngoài cái chuyện mà da đẹp rồi bây giờ còn cái khổ gì nữa? Bây giờ ở đầu là coi như là cái tay nó tê nó đau và khớp hai bên này nó còn ấy, nhưng mà con cũng tập rồi, nhưng bây giờ chỉ có thầy chỉnh sửa cho con hai cái tay. Rồi. Với lại coi như cái hai cái gân cổ này nó còn ấy nè. Còn chút xíu thôi. Với nhưng lại coi như là mà cái gì bớt nhiều. Nó bớt, tất cả nó bớt nhiều lắm. Thấy dễ chịu hết. Dễ chịu hết, nhưng mà nó còn sượng. Sượng chút. Được rồi. Rồi, xong rồi. Bây giờ tới ông này khai bệnh. Hồi tháng trước là bệnh sao tôi không nhớ. Không bệnh tùm lum cả. Thì là viêm đa khớp. Rồi là tiểu đường huyết áp, rồi là đại tràng bú xua hết cả. Bú xua hết. Rồi anh có thực hiện đúng cái thầy mà nói sao là làm y vậy, không có làm, không có dám làm khác. Rồi rượu ớt bây giờ uống bao nhiêu ngày một ngày? Thì ngày hai bữa rồi đấy, thì cứ là trưa với tối. Rồi. Rồi bây giờ thấy cái bớt được cái gì và không bớt cái gì? Thì cái thấy đại tràng có phải thấy bớt. Ổn cái đại tràng. Rồi. Thì nói chung cái khớp này nó cũng bớt đi. Rồi còn cái sức khỏe thấy tăng lên. Dạ sức khỏe tăng lên. Trước đây cái khớp thì cứ một tuần nó là nó sẽ đau cái gì mà là. Chứ không nó không nó không, bây giờ thì từ hôm đến thầy bây giờ là một tháng rồi đó. Thì nó chỉ bị nó có một lần đâu. Thầy cũng nói là bây giờ tất cả những cái rượu cái thuốc mà khớp tức là dẹp hết không dẹp hết đó. Uống rượu hết rồi. Nhưng mà vừa rồi thì có cách đây cùng nửa tháng vẫn phải uống một lần. Bị đau quá thì đau uống. Quá thì uống nổi. Rồi. Thế bây giờ thì hôm nay thì không ấy nữa, nhưng mà nó đặc biệt nó vẫn cứ còn phù này. Rồi không sao. Rồi, phù thì... đó là do cái suy giãn tĩnh mạch chân á, nó làm cho tắc, để nó anh hút không khí cho thiệt nhiều rồi hết. Nó tê chân rồi cái cảm giác cái dưới bàn chân này nó dày lên. Nhưng mà có hút không? Hớp ngày thì cũng có 100-200 rồi. Vậy giỏi. Rồi lần nó hết rồi. Thì sáng sớm là cứ khoảng trên dưới 100. Rồi bây giờ nghe tôi nói nha. Bây giờ cái rửa cái ông để dành ra một, ông mua ra để điền lọ. Để bóp mấy cái chỗ đau á. Con còn ba chai ở nhà. Rồi bóp mấy cái chỗ đau. Được chưa? Rồi nắm được rồi ha. Rồi bây giờ là bắt đầu là thấy nó tiến triển tốt rồi phải không? Rồi nhớ lời tôi nói. Bây giờ nếu như uống trong vòng 2 muỗng mà thấy ok, ông có quyền tăng lên 3 muỗng. Được chưa? Rồi bà này cũng vậy. Rồi bà này bây giờ bà đẹp quá rồi. Bây giờ thầy, cái tay nó tê rồi thầy làm nắn bóp cho con chút. Cái tay hơi đấy, chỉnh sửa với lại cái cổ quá đâu ấy. Đấy, đứng dậy. Trời ơi, cái cổ, bà này, đè, gèo này dữ lắm. Rồi thả ra. Rồi đưa tay kia.
Kể rồi. Rồi. Nào phải cắt. Rồi giờ vô lên coi sao rồi. Đỡ. Đỡ rồi. Đó, nhưng mà nó vẫn còn ở đầu dựng sượng. Nó còn nó sượng sượng. Dạ. Sượng. Sượng cho bà sượng. Sượng. Sượng cho bà sượng. Rồi. Bây giờ làm thử có hết sượng chưa? Ok, hết rồi. Không sợ đâu. Rồi nằm xuống, nằm xuống, nằm xuống. Nằm xuống quay đầu ở đây. Rồi ô con nó đầu coi như là chưa 20 cục ấy rồi. 20 cục rồi. Rồi. Hãy lỏng ra. Ôi trời trời. Ôi trời. Ôi trời trời. Rồi, ngồi vậy. Ôi trời. Thấy thấy nó khỏe người luôn. Bây giờ nghe khỏe luôn rồi phải không? Dạ. Bây giờ những cái gì tôi nói thực hiện, tháng sau tái khám lại, ông nằm xuống đây. Cái này nó hơi sượng cái này. Cái bàn. Với lại cái đầu gối. Cái đó. Cái đó muốn là phải là nhập viện thôi. Từ từ. Rồi, bây giờ bà xuống được rồi, để cho ổng cái. Rồi. Còn cái này nữa thầy, cái trí mà hôm trước có mua cái đá với dầu ngải. Dầu ngải có. Rồi. Nhưng mà một tháng này thế nó không bớt được cái không đó. Bớt à. Bây giờ là hổm tôi kêu làm đá rồi nào ngồi lên có ngồi chưa có. Ngồi nửa tiếng đồng hồ rồi xong cái bắt đầu cái là lấy cái dầu ngải đó bôi vô thì ngày rồi. hai lần bôi rồi cứ tiếp tục đi tại vì cái trĩ của anh nó khá lớn nó không phải nhỏ nó nhỏ là nó thụt liền con này nó lớn quá cho nên nó là nhưng mà đừng có quên chườm đá cho tôi gan nha. Cái này là cứ ngày là cứ chườm 3 lần. Rồi. Tại vì là thường là cái chức năng gan nó hơi bị yếu. Nó quản lý cái gì thì tĩnh mạch nữa mà. Cho nên là nó làm cho ông bị cái trĩ nó lâu khỏi. Nhưng mà đừng có lo. Cứ uống rượu ớt với cho tôi đi. Một tháng sau tôi sẽ có rượu trái nhào tôi ra. Tại tôi làm tới 2 tháng nó mới ra. Thì ông uống vô là sẽ vụt liền. Ha. Thì bây giờ trước mắt là thực hiện mấy cái điều như hổm rồi tôi nói. Mà đã cải thiện rồi thì tháng sau là sức khỏe ổng với chị đồ lên tốt hết rồi. Còn cái chuyện mà trị á, nó sẽ chậm chút xíu. Không sao đâu. Chắc chắn là phải hết nha. Rồi nằm xuống đi. Thầy hay bị chuột rút rồi. Nằm xuống đi. Chuột rút là bị nó mấy cái tĩnh mạch nó bị tắc nó vậy thôi. Là nó chuột rút. Đồi hỏi. Rồi biết. Rồi đứng dậy. Rồi. Anh tê tay cái thầy gái làm như tụi con là như sao bà ghi á, người nào ta làm nấy giờ bớt tê chưa? Nó cũng muốn bớt à. Rồi từ từ. Rồi ông chịu khó chồm đó với đây với tôi nha. Rồi, hai vợ chồng. Cái chân anh ấy, thầy vợ thầy. Cái chân này muốn thì phải lại đây. Nhưng mà chưa cần đâu, từ từ. Nghe là tôi đi sức khỏe lên tốt rồi tính sao? Nha. Rồi. Rồi nhóm của